chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai, những thảm họa mà không một dân tộc nào, một quốc gia nào, một con người nhỏ bé nào mong muốn. Ba cụm từ này chỉ có thể gợi đến hình ảnh của sự tàn phá, tổn thất và chia ly. Thế giới thế kỷ 21 đang sống trong nhịp sống mạnh mẽ, năng động, hiện đại của công nghệ, của thông tin, của trí thông minh nhân tạo. Một thế giới được kiểm soát và làm chủ bởi trí tuệ con người. Đúng vào lúc đó, coronavirus xuất hiện đem theo căn bệnh COVID-19. Chỉ sau 3 tháng kể từ khi thế giới thông cáo về một chủng virus mới, COVID-19 đã đặt chân lên đến gần hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam nhỏ bé và kiên cường đã đưa ra những quyết sách phù hợp với từng thời điểm của bệnh dịch. Là một đơn vị của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn cùng các đơn vị khác trong thành phố sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ mà Ủy ban Nhân dân và Sở Y tế giao phó. Tháng 11 năm 2020, dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng tại thành phố Hà Nội. Số ca mắc đã tăng lên trên 1.000 ca mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 5057 QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2021, giao chỉ tiêu giường bệnh cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 cho các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Ngày 1 tháng 12 năm 2021, khi nhận được yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội về việc triển khai điều trị nội trú cho các thai phụ mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ban lãnh đạo bệnh viện sau khi cân nhắc, bàn bạc và đánh giá đã quyết định lấy cơ sở 2 của bệnh viện trở thành đơn vị thu dung và điều trị thai phụ mắc COVID-19, chung tay cùng các bệnh viện, cùng cộng đồng cứu sống người bệnh. Bệnh viện đã tập huấn cho toàn bộ bác sĩ và nhân viên y tế tham gia, đồng thời trang bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo công tác điều trị người bệnh theo phân luồng. Có lẽ chưa bao giờ và chưa ở đâu việc triển khai một bệnh viện điều trị lại có thể tiến hành nhanh đến vậy. Chỉ sau 5 ngày, với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự làm việc ngày đêm của các phòng ban chức năng, các khoa phòng chuyên môn, cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ một cơ sở ngoại trú đã trở thành một đơn vị thu dung, điều trị nội trú cho thai phụ mắc COVID-19. Cơ sở được chia thành 3 vùng, vùng xanh, vùng vàng và vùng đỏ. Toàn bộ khu nhà 6 tầng được sử dụng cho công tác điều trị bệnh nhân và hành chính của khu điều trị. Trong đó, tầng 1 là vùng vàng, nơi tiếp đón bệnh nhân ra vào bệnh viện. Tầng 2 đến tầng 5 là khu vực điều trị. Tầng 6 là khu vực hành chính của nhân viên y tế. Một bệnh viện hoàn chỉnh với 50 giường điều trị. Phòng mổ áp lực âm được bố trí tại tầng 3 với 2 bàn mổ, 2 bàn đẻ, 1 bàn thủ thuật, khu hồi sức bệnh nhân nặng và hậu phẫu. Toàn bộ bệnh viện được bố trí khoa học, hợp lý, đảm bảo công tác điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch, chống lây nhiễm từ bệnh nhân sang nhân viên y tế. Bệnh viện đã được đánh giá cao, nhận được nhiều lời khen tặng của Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các trang thiết bị hiện đại nhất của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phục vụ công tác khám, điều trị, xét nghiệm thai phụ mắc COVID-19 đều nhanh chóng được chuyển về cơ sở 2 của bệnh viện. Thuốc và hóa chất xét nghiệm luôn được cập nhật các hướng dẫn, phác đồ, quyết định của Bộ Y tế và được cung cấp đầy đủ và kịp thời. Ngày 5 tháng 12 năm 2021, sau khi được kiểm tra nghiêm ngặt về các chỉ tiêu y tế và kiểm soát nhiễm khuẩn, hơn 20 bác sĩ và nhân viên y tế với tinh thần hết lòng vì người bệnh, cơ sở 2 bệnh viện chính thức thu dung điều trị thai phụ mắc COVID-19, tiếp nhận những thai phụ đầu tiên. Hoàn cảnh đã đặt ra những yêu cầu, dù khó nhưng vẫn phải làm và phải làm được. Ban đầu, theo quyết định số 5057 QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, số giường điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 là 50 giường. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca trên địa bàn thành phố vượt ngưỡng 100.000 ca những tháng đầu năm 2022. Cơ sở 2 đã gấp rút triển khai trong thời gian rất ngắn, từ 50 lên 70, 120 và cuối cùng là 180 giường cho thai phụ, sản phụ mắc COVID-19 và 50 giường cho trẻ sơ sinh chỉ sau 4 tuần. Đồng thời lên phương án triển khai 160 giường điều trị sản phụ nhiễm COVID-19 mức độ vừa tại 5 bệnh viện đa khoa trực thuộc. Bệnh viện thực hiện 4 tại chỗ trong khu điều trị theo tua trực. Số lượng nhân lực cũng liên tục tăng lên nhằm thích ứng với hoàn cảnh, bao gồm nhân viên làm công tác hành chính, nhân viên tham gia trực tiếp điều trị, bác sĩ các chuyên ngành sản phụ khoa, sơ sinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y, xét nghiệm, dược sĩ. Tại cơ sở luôn có bác sĩ trưởng kíp là các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, trưởng kíp của cơ sở 1.
luân phiên thực hiện thay tua khu điều trị sau mỗi 3 tuần. Các ekip đều được tập huấn, chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Cơ sở luôn được đồng hành và chỉ đạo trực tiếp, sát sao của ban giám đốc bệnh viện. Bác sĩ thường trú luôn sẵn sàng hội chẩn và hỗ trợ các ca bệnh khó. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhằm đảm bảo kiểm soát dịch bệnh và điều trị cho thai phụ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tích cực tham gia hỗ trợ các bệnh viện tầng 2 và cơ sở y tế địa phương trên địa bàn thông qua các buổi tập huấn và hội chẩn, hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch. Phối hợp và chuyển tuyến các ca bệnh nặng, tham mưu cho sở y tế về phân luồng người bệnh, giúp các thai phụ được tiếp cận y tế gần nhất. Về chuyên môn, bên cạnh việc điều trị những triệu chứng COVID, đảm bảo sự sống cho thai phụ và trẻ sơ sinh, cơ sở vẫn duy trì tốt những yêu cầu về chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh theo chương trình quốc gia. Bệnh viện thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh, đảm bảo EENC, thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ. Hoàn thành phác đồ chẩn đoán và điều trị thai phụ mắc COVID-19 được Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao và phổ biến cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Vào giai đoạn cao điểm nhất, tổng số thai phụ mắc COVID-19 được điều trị lên tới 180 bệnh nhân, tổng số sơ sinh được điều trị là 50 bé. Tổng số nhân viên y tế là 120 người túc trực ở vòng trong và vòng ngoài. Có những thời điểm, một nhân viên y tế phải chăm sóc cho 10 bệnh nhân. Tất cả những nhân viên được lựa chọn đều vừa hồng vừa chuyên, được tập huấn kỹ càng, đảm bảo chuyên môn cao, hết lòng hỗ trợ cộng đồng nhằm đem lại sự sống cho người bệnh. Kết quả, tổng số thai phụ mắc COVID-19 đã được điều trị tại cơ sở là 1.480 người, tổng số sơ sinh là 1.073 bé, trong đó có nhiều ca sơ sinh với cân nặng cực thấp. Điều trị cho 146 bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng, trong đó có 26 bệnh nhân được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 kết hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành cấp cứu điều trị. Những bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh chúng tôi không thể nào quên ca bệnh nặng đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận ngày 11 tháng 12 năm 2021. Bệnh viện đã phối hợp cùng ekip Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành ECMO tại cơ sở, cứu sống thai phụ song thai 29 tuần 2 ngày. Không chỉ có những ca bệnh nặng gây ra bởi COVID-19, cơ sở 2 đã điều trị thành công 4 ca rau cải răng lược, 3 ca hội chứng HELLP. Nhờ sự nỗ lực và phối hợp của toàn hệ thống, chưa có trường hợp thai phụ nào tử vong khi được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội quản lý và điều trị. Không một nơi nào như các cơ sở điều trị COVID, thay vì mong muốn người bệnh đến thật nhiều, bệnh viện mở rộng thật nhanh, số giường tăng thật mau, thì ở nơi đây, ban lãnh đạo và nhân viên chỉ mong mỗi ngày qua đi không có ca bệnh nặng, không có ca tử vong và số người bệnh nhập viện ngày một giảm. Khó khăn và vất vả không thể nói hết trong những ngày đầu điều trị và đặc biệt trong thời kỳ cao điểm của mùa dịch. Tuy nhiên, những nhân viên tham gia điều trị tại cơ sở 2 luôn được động viên tinh thần bởi sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc. Những lo lắng của Ban Giám đốc Bệnh viện dành cho chúng tôi thực sự nâng bước chúng tôi mỗi ngày. Đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tại cơ sở 2 luôn tràn đầy sự quyết tâm, tình yêu nghề, tinh thần lạc quan để vượt qua mọi khó khăn. Bước chân vào cuộc chiến chống dịch này, mỗi bác sĩ, mỗi điều dưỡng, mỗi hộ sinh cơ sở 2 lần đầu tiên nếm trải sự vất vả, căng mình chiến đấu giữa làn danh của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng dịch bệnh rồi sẽ qua đi, mọi vất vả nhọc nhằn cũng sẽ hết. Những điều chúng tôi đã trải qua đã là gì so với những mất mát, khốc liệt mà những nhân viên y tế ở nhiều nơi trên thế giới và ngay ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải gánh chịu. Vì thế, trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi, nguyện đem tấm lòng, đạo đức, chuyên môn để phục vụ người bệnh và những điều xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim. Sứ mệnh cao nhất của người thầy thuốc chúng tôi là cứu người không màng lợi danh, không quản hiểm nguy và chúng tôi biết rằng vinh quang chói lọi nhất trong cuộc đời là tấm lòng tri ân, lời cảm tạ chân thành của người bệnh dành cho mình. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu. Chúng tôi và cơ sở 2 bệnh viện lại quay trở về với công việc thường ngày. Những ngày chống dịch gian khổ đã qua đi, nhưng sẽ mãi mãi là dấu ấn khó quên trong lòng mỗi nhân viên y tế. Và đó cũng là một trang sử đẹp đầy tình nhân ái của cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong bước đường xây dựng và phát triển. Ngày mai, trời lại sáng.